À, xin chào 500 anh em nhé. Hôm nay mình giới thiệu đến anh em một quả máy lạnh mình vừa mua về rẻ tiền. Đây, tên 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 mới tình luôn. Đây là quả quả nóng nhá, cục nóng. Còn trên đây là cục lạnh. Đấy. Thì cái này dành cho cái phòng phòng ngủ 6 chiếu. Thì con gái mình tới đây sẽ ra ngủ riêng, nên là mình sắm riêng cho chị một quả để chị ngủ thoải mái. Đấy. Thì quả này mua mới trên mạng ấy, là mua 4 man 3. Mua về ra là mình sẽ đi lắp. Thì công lắp rơi vào khoảng 1.5 man nữa, 5 man 5 man rưỡi, 5 man 8 gì đấy. Đấy, quả này là Edith Oyama nhá. Thì công suất của nó ấy thì rất chi là nhỏ, tiết kiệm lắm. Đây. Là có 2,2 kW thôi. Còn nếu mà làm nóng ấy là 2,5 kW, làm lạnh là 2,2 kW. Đấy. Thì cái quả này là quả nhỏ thôi, dành cho phòng nhỏ thôi. Còn đối với phòng khách ấy, thì phải dùng cái quả lớn như thế kia. Như cái quả lớn này là bao nhiêu đây? Quả lớn này là nó tương đương với khoảng độ 6,7 kW. Thì hiện tại nó đang chạy. Ở trên lầu cũng có cái đang ngủ, vợ đang ngủ, bây giờ là cũng khuya rồi. Thì hiện tại mình đang chạy hai cái máy điều hòa cộng với cái bình đun nước. Hiện tại nó đang đun nước. Đây. Đấy, nó đun 95 rồi, đang sôi rồi. Với cái nồi cơm mà đang giữ ấm. Với các hệ thống quạt hút. Thì bây giờ bóng đèn thì mấy cái bóng đèn 3-4 bóng đèn với quạt hút trong phòng vệ sinh đấy. Nói chung là hệ thống điện chạy rất nhiều. Thì bây giờ mình thử cho các bạn xem là hai cái máy điều hòa đang chạy đồng thời cộng với cái máy đun nước đang đun, cộng với bóng đèn với tủ lạnh thì này nọ đấy, quạt hút bụi này nọ đấy là bao nhiêu kW. Đây, bật lên xem. Thì hiện tại là đang chạy 1,5 kW một giờ, tức là sau mỗi một tiếng là tốn 1,5 kW. Tính ra là bao nhiêu tiền? Nếu như bên Nhật Bản này thì hiện tại giờ là rơi vào khoảng 16 yên một số, tức là một giờ là mất 16 yên. Còn ở Việt Nam thì không biết. Nhưng mà thực ra là điều hòa công suất nó lớn như vậy, nhưng mà đấy, cũng không tốn kém lắm đâu. Nếu như mà tắt cái bình đun nước nóng đi, bởi vì bình đun nước nóng rất chỉ là tốn kém. Điện nó ngốn rất là nhiều. Thì khi mà lúc nãy mình thử rồi, lúc chưa đun nước ấy, mình cũng có thử rồi. Tức là nó rơi vào khoảng độ hai cái máy điều hòa nó cùng chạy cùng lúc ấy là 1 kW. Như vậy là mỗi cái là nửa kW. Đấy, thì nó cũng không tốn điện lắm nhỉ. Bình thường một tháng nhà mình ấy dùng là bao nhiêu? Một man tiền điện. Một man là gì? Tức là tiền điện và điện sinh hoạt và điện nấu ăn, bởi vì nhà mình không dùng ga, dùng bằng bếp điện này. Cho nên là một tháng hết một man, tức là rơi khoảng độ 1,7 triệu. Một tháng 1,7 triệu dùng chặt bô. Hầu như máy điều hòa là, cái máy điều hòa này này là vợ mình có con nhỏ mà, ở nhà mà, ở nhà nguyên ngày mà, bật gần như là 24/24. Cái máy này mà không chạy thì cái máy trên lầu sẽ chạy, bởi vì kiểu gì cũng sẽ có một cái nó chạy liên tục. Đấy, thì quy ra là tháng ấy có 2 triệu tiền điện. Thế thì bây giờ giả sử nếu như mà không có cái dàn năng lượng mặt trời ở trên thì nó cũng rơi vào khoảng 3 triệu tiền điện. Nhưng mà do nó có năng lượng mặt trời thì ví dụ như hôm nay là trời nó râm râm đúng không, nó không có nắng nhiều, thì mình xem rằng là hôm nay nó phát được bao nhiêu ký. Đâu rồi? Ngày hôm nay data đây. Đây. Ngày hôm nay nó phát ra được. Ủa sao? À, ngày hôm qua thế nhỉ? Bởi vì hôm nay sang ngày mới mất rồi. Ngày hôm qua nó phát được 19,9 kW đấy. Tức là dùng tẹt bô đấy, 19,9 kW. Tức là một ngày mình dùng hết tầm độ chục ký thôi, còn dư chục ký đấy, không hết. Đấy. Cho nên là nếu mà nhà nào mà lắp mà điều hòa ấy, thì lắp thêm cái này nữa thì nó sẽ tiết kiệm điện. Nãy giờ quên chưa giới thiệu cái cục nóng này nhỉ? Cục nóng và cục lạnh. Đấy là 4 man 3 cục này. Còn nói chung là bây giờ là mỗi phòng có một cái đấy, 6 phòng 6 cái đấy. Nhưng mà không bao giờ có 6 cái chạy cùng lúc đâu. Chỉ có ít nhất là một cái, hoặc là nhiều lắm là hai cái chứ cùng lúc.
Còn lễ với Tết ý, có khách đến chơi bạn bè ngủ lại thì chạy 4 cái, 3 đến 4 cái cùng lúc. Nhưng mà những lúc như vậy tốn điện thì phải chấp nhận thôi. Vui chơi mà, ăn chơi mà, không sợ mưa rơi mà. Đấy. Thì nói với mọi người rằng là ý là cái mấy cái điều hòa này này nó không tốn điện lắm đâu, cho nên là cứ sắm tuyệt bô đi, thoải mái đi, công suất nó cao thì cao thật nhưng mà không tốn lắm đâu. Ok, nếu mọi người muốn mua máy lạnh ấy thì không biết mua loại nào ấy thì cứ nói với mình đi, mình sẽ chỉ cho một số cái nó có lợi. Tại sao có lợi? Tại vì mình cũng xem một cái chương trình của Nhật Bản rồi, nó khuyên mình nên mua những cái máy điều hòa như thế nào, tivi như thế nào và máy giặt như thế nào. Nó khuyên mình chẳng hạn đối với máy điều hòa thì không nên mua những cái máy điều hòa đắt tiền làm gì, bởi vì đắt hay rẻ thì nó cũng chỉ là làm nóng và làm lạnh thôi. Đấy, thế thì cái vấn đề ở đây ấy là tại sao có những cái đắt những cái rẻ. Thì những cái đắt tiền ấy là nó có những chức năng hiện đại hơn, ví dụ như là nó có camera, nó sẽ thấy người đâu là nó sẽ chiếu theo hướng đấy, để quạt mát nó sẽ chiếu vào người mình. Và những cái chức năng là ví dụ như là đi vắng là nó tự động nó tắt, hay là phát hiện người mà rời khỏi phòng 30 phút là nó tự động tắt, hay là gì gì đấy, hay là chế độ mà lau chùi vệ sinh tự động, tức là bên trong cái máy, cái cục lạnh ở trong nhà ấy, nó có cái chức năng là hệ thống chổi quét lau chùi rồi thải bụi ra bên ngoài nhà, hay là tạo độ ẩm trong nhà này nọ ấy. Thì cái đây không cần thiết, bởi vì dùng 10 năm sau thì nó cũng giống nhau cả. Đấy, mình bớt được những cái đấy thì giảm được rất nhiều tiền. Ví dụ như cái máy kia là cùng công suất với nhau thì nó rơi khoảng độ, cái máy trên tường kia là nếu mà mình mà mua cái máy mà đắt tiền ấy thì là nó rơi vào khoảng độ 35 man. 35 man tính cái tiền Việt Nam cũng tầm 6 mấy 70 triệu. Nhưng mà do mình mua cái cục nóng là giống nhau, cục lạnh ở trong nhà thì nó không có chức năng hiện đại như cái nãy mình vừa nói. Chỉ có nóng lạnh với hút ẩm này nọ thôi. Thì nó rẻ, có 13 man cả công lắp. À không, ờ đúng rồi, cả công lắp là 13 man. Đấy, giảm được đúng một nửa. À đâu, một giảm được 2 phần 3 chứ, đúng không? Một cái là 35 man, bên cạnh có 13 man. Đấy, thì những cái này cũng vậy, tương tự như vậy. Cái này thì tất nhiên là cái máy hiện tại bây giờ đang trên bàn này là nó có chức năng lau chùi tự động, tức là nó sẽ có cái chổi quét bụi, nó hút sạch bụi trên màng lọc với này nọ đi, thải ra ngoài. Và thứ hai là nó có chế độ khử khuẩn của bên trong máy, nó khử vi khuẩn bên trong, hay là chế độ ion này nọ nó cũng có. Thì nó đắt hơn một tí nhưng mà do mình mua lúc đang khuyến mãi cho nên là nó giảm giá. Như cái ở trong phòng này này, hôm trước mình mua ấy là nó đây cái này này, hôm trước mình mua là nó bán là 4 man mấy nhưng mình mua chỉ có 3 man thôi. Lúc ấy nó rằng nó có cái thời điểm giảm giá của nó là nó giảm giá trong vòng bao nhiêu phút đấy, bao nhiêu tiếng gì đấy, hoặc là bao nhiêu lâu gì đấy là nó chấm dứt giảm giá. Cho nên là mình soi đúng lúc đấy thì nó sẽ giảm giá. Kể cả cái máy điều hòa này cũng vậy, mình thường thường xuyên mình lên mình xăm soi trúng phát mình mua luôn. Thế bây giờ mua được rồi cũng rẻ phết. Thì cái hãng này cũng cũng là của Nhật đấy, nhưng mà có điều là nó không nổi tiếng như Panasonic hay là Mitsubishi hay là Saab này nọ, hay là Hitachi. Nhưng mà ít nhất là nó cũng là hãng của Nhật nên là dùng thoải mái và nó tiết kiệm điện. Thì cái ở bên trong nhà kia cũng vậy, nói chung là rất là tiết kiệm đấy. Bây giờ nước sôi rồi nhá, nước sôi rồi không dùng đến điện nữa, thì mình sẽ kiểm tra xem là hai cái máy điều hòa chạy là tốn bao nhiêu điện nhá, hai cái máy điều hòa cộng với hệ thống. Rồi đây thì hiện tại hai cái máy điều hòa chạy có 0,7 kW. Nói là 0,7 vậy thôi chứ thực ra là cũng không không đúng, bởi vì thế này này. Đấy, bây giờ là 0,6 đấy mà máy điều hòa vẫn đang chạy đấy. Tức là bình thường cả hai cái máy điều hòa mình không bật một cái máy nào ấy thì là trong cái nhà này đã dùng 0,5 kW một giờ rồi, bởi vì tủ lạnh rồi là các cái hệ thống hút bụi, hút thông gió với vệ sinh. Bởi vì các cái bồn cầu nó cũng 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 sưởi ấm mà. Nó cũng đun nước nóng để mình ngồi, để mình lắm lúc mình vệ sinh thì nó phun nước nóng ra. Thì cái hệ thống nó cũng cần điện. Cho nên là bình thường ấy là nó đã là 0,5 đến 0,6 kW một giờ rồi. Lúc nào trong nhà nó cũng có tình trạng như vậy. Thế thì bây giờ nó lên đến 0,9, tức là gì? Cả hai cái máy điều hòa đang chạy 0,3 kW. Và thậm chí nó không xuống về 0,6, tức là gì? Hai cái máy điều hòa ấy nó không chạy. Nhưng mà thực ra nói là không chạy cũng không đúng. Nó chạy nhưng mà do là nó có chế độ inverter đấy.
là khi nó đủ nhiệt độ rồi ấy, là nó sẽ tự động nó giảm tốc độ quay của máy nhanh nén xuống. Thế thì khi nó giảm xuống rồi thì hầu như là không tốn điện nữa. Đấy. Bây giờ các bạn thấy đấy, 0,17 đúng không? 0,16 này. Và cái máy này vẫn đang chạy này, gió thổi phù phù này. Đấy, ở trên lầu một cái nữa. Thổi phù phù luôn. Nên là rất chi tiết kiệm. Bây giờ nhiệt độ mình đang để là 23 độ. Đấy. 23 độ. Làm lạnh 23 độ. Đấy, rất thoải mái. Ok, giới thiệu đến đây cũng hơi hơi đủ rồi. Rồi, ok, bye bye mọi người nhá.